Với sự vượt trội về lực lượng, câu lạc bộ Hà Nội được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc giành lấy 3 điểm trước chủ nhà Khánh Hòa sau trận thua ngược Hà Ba khá cay đắng trên sân của đối thủ Nam Định ở vòng trước tại vòng 12 V-League mùa giải 2023-2024. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ tiếp tục có một chuyến làm khách khác đó là trận gặp câu lạc bộ Khánh Hòa trên sân 19 tháng 8 tại Nha Trang, xét về tương quan lực lượng, Hà Nội rõ ràng đang sở hữu một lực lượng tốt hơn nhiều so với đối thủ. Họ hiện đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cũng như nhiều cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm trải nghiệm ở V-League, trong khi đó Khánh Hòa lúc này lại đang bị xếp vào top những đội bóng có lực lượng yếu nhất giải. Thực tế việc vừa bị Hoàng Anh gia Lai đẩy xuống cuối bảng xếp hạng cũng đã phần nào nói nên sự yếu kém của Khánh Hòa, nhưng sẽ không dễ để đội bóng phố biển có thể khắc phục những hạn chế của mình, bởi lúc này họ đang không dư giả chuyện tài chính để có thể nâng cấp đội hình. Là đội bóng khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải, Khánh Hòa đang cho thấy sự bất lực tại V.League Khó khăn từ việc tìm kiếm những nguồn tài trợ khiến đội bóng phố biển Nha Trang không thể chiêu mộ được nhiều cầu thủ giỏi. Và hệ quả là việc họ đã trở nên dễ bị đánh bại hơn tại V-League. Một vấn đề lớn với Khánh Hòa lúc này chính là khả năng ghi bàn. Khi họ chỉ ghi được 6 bàn qua 11 trận đấu, rõ ràng là đội bóng phố biển đang gặp thách thức với hàng công của mình. Ngay cả khi gặp đối thủ đồng cân đồng lạng như Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa vẫn không chọc thủng lưới, thế nên sẽ không dễ để họ có thể ghi bàn vào lưới Hà Nội. Dù vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao, nhưng câu lạc bộ Hà Nội của huấn luyện viên Daiki Iwamasa cũng đã phần nào cho thấy được những tín hiệu khởi sắc khi có tới 5 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn trong hai trận gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô cũng cần phải siết chặt phòng ngự bởi với việc để thua 6 bàn trong 3 trận gần nhất. Điều này cũng cho thấy hàng phòng ngự của Hà Nội đã không còn vững chãi như trước, trong bối cảnh đã bị các đối thủ bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Thầy trò huấn luyện viên Daiki Iwamasa chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng ở trận này. Trước mạng so tài này, câu lạc bộ Hà Nội đang có thành tích đối đầu khá tốt trước Khánh Hòa khi thắng 2, hòa 3 ở 5 trận gần nhất trên sân khách đội bóng áo tím cũng thắng một hòa ba trong bốn trận gần nhất và đây chắc chắn sẽ là điểm tựa để nguyễn văn quyết cùng đồng đội bước vào trận đấu tới với sự tự tin và quyết tâm cao nhất trận thua cay đắng trước nam định chắc chắn sẽ gieo rắc nỗi buồn khó quên với hà nội tuy nhiên họ cần phải gạt đi cảm xúc này và hướng tới trận đấu với khánh hòa đây là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng thủ đô lấy lại niềm vui chiến thắng ba điểm cũng giúp họ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khánh hòa so với hà nội có thực lực yếu hơn khá nhiều họ cũng đang ngập lặng ở nhóm trụ hạng do đó việc cầm hòa được hà nội sẽ là kết quả rất tốt đối với họ thầy trò huấn luyện viên trần trọng bình hoàn toàn có thể làm được điều này trên sân nhà họ có lối chơi phòng thủ số đông rất khó chịu với những đội bóng lớn. Bên cạnh đó, mặt cỏ của sân vận động 19 tháng 8 cũng không quá lý tưởng để Hà Nội triển khai lối chơi ban bậc sở trường. Khánh Hòa gần như không có động thái đáng kể trong việc bổ sung lực lượng giữa mùa giải. Huấn luyện viên Trang Trọng Bình tiếp tục đặt niềm tin vào lực lượng hiện có trong bối cảnh ngân sách eo hẹp và chỉ đủ để duy trì đội bóng. Dù vậy, một điểm từ tay hoàng anh gia lai cho thấy quyết tâm cũng là một điểm tựa đội bóng phố biển nhanh nhóm cơ hội trụ hạng đặc biệt khi được chơi trên sân nhà khánh hòa sẵn sàng mang tới khó khăn cho bất cứ đối thủ nào tư thế dẫn trước cho đến phút bù giờ thứ ba hà nội bất ngờ rơi vào cảnh trắng tay trong bốn phút cuối cùng trên sân thiên trường thất bại trước Nam Định là điều rất đáng tiếc với đội bóng thủ đô trong bối cảnh thay trò huấn luyện viên Daiki Iwamasa đã thể hiện rất ấn tượng từ đầu trận. Hà Nội đang cần một chiến thắng để giải tỏa cơn khát điểm nhưng trên hết, Nhà cầm quân người Nhật Bản cần tiếp tục cải thiện chất lượng lối chơi. Câu lạc bộ Khánh Hòa đang rất nỗ lực để trụ lại V-League, nhưng lực lượng của đội bóng thành phố biển quá đổi hạn chế. Sau 11 trận, họ mới giành được hai chiến thắng và đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Nếu như đội bét bản Hoàng Anh Gia Lai vừa bổ sung đến gần nửa đội hình tân binh, thì Khánh Hòa vẫn phải chiến đấu với những gì hiện có. Tại vòng 12, Khánh Hòa phải tiếp đón đối thủ rất mạnh là Hà Nội trên sân nhà. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng Hà Nội vẫn tồn động nhiều vấn đề tân huấn luyện viên Daiki Iwamasa đã thua đến hai trong ba trận đầu tiên cầm quân. Phong cách mà chiến lược gia người Nhật mong muốn vẫn chưa được các cầu thủ thấm nhuần. Hàng công đã có đôi chút khởi sắc, nhưng hàng thủ của đội bóng thủ đô tiếp tục thể hiện sự lỏng lẻo. Mới nhất, Hà Nội vừa thua Nam Định trong trận cầu có 5 bàn thắng. Tinh thế đó khiến Hà Nội buộc phải thắng trong chuyến hành quân đến Khánh Hòa cuối tuần này họ đang kém ngôi đầu của Nam Định tận 12 điểm. Đó là khoảng cách đủ để gần như xóa tan giấc mơ vô địch của Hà Nội. Nhưng đội bóng áo tím cũng cần phải tích lũy điểm số để đua tốt trong giai đoạn sau của mùa giải. Phía bên kia, Khánh Hòa cũng khát khao có điểm để sinh tồn. Lịch sử đối đầu cho thấy Khánh Hòa thường khá khó chịu mỗi khi gặp Hà Nội. Trong năm lần gặp nhau gần nhất, đội bóng thành phố biển có 3 trận hòa và 2 trận thua. Với lợi thế sân nhà, Khánh Hòa sẵn sàng chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi vào các tình huống bóng chết hoặc phản công. Trong khi đó, Hà Nội cần cởi bỏ được nút thắt bế tắc để mở khóa đến chiến thắng.